Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Trước mắt các con, đó chính là hình ảnh minh họa cho bài tập đọc ngày hôm nay. Bài đọc có tên Chủ nhật. Bài đọc này kể về một ngày chủ nhật của gia đình nhà bạn Bi. Mỗi người trong gia đình Bi đều có những việc riêng vào ngày hôm đó và để tìm hiểu điều đó cô cho mình sẽ cùng nhau đến với tiết học ngày hôm nay nhé hãy lắng nghe cô đọc nội dung của bài chủ nhật chủ nhật bố mẹ đi ở nhà mẹ làm phở bò bố giặt rũ, đi cho gà ăn bé ly rửa mặt rửa chân cho búp bê cả nhà ăn phở mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn Bi phụ bố rửa bát. Mẹ thì xem vở của Bi, gật gù. Bi khá lắm. Trong bài đọc này, các con cần hiểu nghĩa của tiếng phụ. Phụ ở đây có nghĩa là giúp đỡ. Bi giúp đỡ bố rửa bát. Các con hãy tìm cho cô các tiếng có chứa vần ân và vần ất trong bài đọc này. Rất tốt! Các tiếng có chứa vần ân và vần ất là nhờ ất nhất nặng nhật nhật trong tiếng nhật có chứa vân ất và trong bài đọc này gồm có hai tiếng nhật trong tiếng chân có chứa vân ân trong tiếng nhất có chứa vân ất trong tiếng gật có chứa vân ất đọc lại cùng với cô nhé nhật chân nhất gật cùng với cô đến với phần luyện đọc các con sẽ cùng với cô luyện đọc một số từ khó có trong bài nào. Chờ U Chu hỏi chủ nhờ ất nhất nặng nhật, chủ nhật. Phở ơ phơ hỏi phở, bờ o bo huyền bò, phở bò. Rờ ưa rưa hỏi rửa, mờ ắt mắt nặng mặt, rửa mặt. Rờ ưa rưa hỏi rửa, chờ ân chân, rửa chân. Bờ úp búp sắc búp, bờ ê e bê búp b chờ âm châm nặng chậm nhờ ất nhất sắc nhất chậm nhất R ưa rưa hỏi rửa bờ át bát sắc bát rửa bát g ất gớt nặng gật g u gu huyền gu gật gù đọc lại cùng với cô nào chủ nhật phở bò rửa mặt rửa chân búp b chậm nhất rửa bát, gật gù. Và bây giờ các con sẽ cùng với cô đọc thật to từng câu có trong bài này. Chủ nhật, chủ nhật, bố mẹ bi ở nhà. Mẹ làm phở bò, bố giặt rũ, bi cho gà ăn. Bé ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Cả nhà ăn phở, mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn. Bi phụ bố rửa bát, mẹ thì xem vở của Bi gật gù, Bi khá lóc. Các con hãy luyện đọc thật nhiều để có thể đọc thật tốt bài đọc này nhé. Và bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu bài chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây nào câu hỏi đầu tiên của cô là gia đình bi có những ai rất tốt gia đình bi gồm có bốn thành viên bố mẹ bi và bé ly chủ nhật mỗi người trong gia đình bi đều làm một việc và công việc của mỗi thành viên trong gia đình bi là gì rất tốt vào ngày chủ nhật mỗi người trong gia đình bi đều làm một việc và cụ thể công việc của mỗi người là mẹ làm phở bò bố giặt rũ bi cho gà ăn bé ly rửa mặt rửa chân cho búp bê và các con hãy cho cô biết bài đọc cho các con biết gì về gia đình nhà bạn Bi. Rất tốt. Bài đọc cho chúng ta biết được rằng ngày chủ nhật, gia đình Bi mỗi người một việc. Họ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau đấy. Các con thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài tập đọc Chủ nhật để thấy được rằng một khung cảnh gia đình nhà bạn Bi thật hạnh phúc phải không nào Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé